Xin chào anh em ha. Hôm nay thiết bị máy nhập khẩu của mình mới về hai cái máy vắt bếp kim loại hiệu AGB. Model là EB12 ha, được nhập khẩu từ Đài Loan ha. Thì mình có khui cái kiện ra kiểm tra lên nè. Sẵn mình làm quay cái clip cho các bạn giới thiệu các bạn tham khảo ha. Thì đây là cái dòng máy vắt bếp kim loại trên đầu ống, miệng ống. Dạng cầm tay, sử dụng điện áp là 220V, một pha 50Hz. Đó, thì cái này nó có công suất motor là 1100W ha. Thì bên ngoài nó sẽ có một cái thùng tông như thế này. Đó, để thương hiệu là AGB và Model ha, Taiwan. Bên trong nó sẽ có một cái thùng nhựa kiểu giống như xưa giờ của thằng AGB như thế này ha. Đó, nhựa màu đen. Bên trong sẽ là có cái máy chính chúng ta nằm trong một cái thể hộp được thiết kế rất là vừa vặn luôn ha. Đó. Ở đây có mút nè, mút để mà cho cái máy nó được êm hơn khi vận chuyển ha. Trong sẽ có một cái phiếu bảo hành, rồi một cái manual hướng dẫn sử dụng cũng như bảng number. Đó, thì cái con này mình sẽ lật cái hướng dẫn sử dụng cho bạn xem ha. Đó, đây là cái thông số của máy này. Máy vắt bếp AGB model EB12 đây. Công suất là 1100W này ha. Đó. Tốc độ điều chỉnh vô cấp từ 3000 đến 6000. Góc vác là 45 độ hoặc là 30 độ là option ha. Cái chiều cao cánh vác nè. Lớn nhất là 6 mm và cái đường kính ống tối thiểu làm việc được là từ 30 mm trở lên. Trọng lượng máy là 4,5 kg. Này là chủ yếu là vác mép trong hoặc là mép ngoài của ống ha. Để trước khi mà chúng ta mà hàng ghép lại với nhau thì sẽ dùng cái máy này, chúng ta sẽ vác một cái mặt vác cạnh để tạo cho cái có cái khoảng hở để mà cái mối vác mối hàng chúng ta nó sẽ được chắc chắn hơn. Ở trong đây nó sẽ có một số cái hướng dẫn này. Hướng dẫn sử dụng đi để điều chỉnh cái độ sâu chắc này ha, rồi cách thay dao rô to cho than này. Đó, cho than đây, bạc number máy xài điện áp là 220V một pha ha. Thì kèm theo máy sẽ còn có một cái khóa cần cua này, cái C, rồi cái bộ lục giác để tháo mở chip cắt ha. Đó, F 220 con máy nó có ghi thông số nữa ha. Model EB12 1100W này, khả năng làm việc. Đó. Máy được hỗ trợ các tay nắm đã cầm nè, kiểu ăn phôi bằng tay. Thì cái điều cho phép điều chỉnh cái độ sâu vát qua hai cái núm này ha. Đó. Ở đây có cái những cái thứ vạch chia nè. Mỗi một lần nó sẽ ăn dao 0.1, 0 mấy rồi đó, nó có đề số nữa ha. Và theo máy chuẩn của cái thằng EB12 này, nhà máy nó sẽ gắn sẵn cho chúng ta một cái ụ gá dao là vát 45 độ ha, đó như thế này. Với 6 con mảnh dao hợp kim gắn sẵn. Hình thôi ha. Đó, còn khi mà chúng ta muốn mà vác góc 30 độ á, thì chúng ta dùng khóa lục giác này, tháo này ra và rút nguyên cái ụ dao ra, thay vào đó là cái ụ 30 độ ha. Nhưng là option. Do là sử dụng điện áp là 220V một pha nên là cái máy này rất là tiện dụng trong cơ khí luôn. Và trọng lượng nhỏ gọn ha, mình cầm nắm một tay rất là dễ luôn nè. Thao tác rất là dễ. Phù hợp với gia công những cái đường ống vát kim loại ha. Đó, mình sẽ cắm thử chạy test không tải cho bạn xem ha. Đây cái điện nguồn của mình đây, 220V. Và đây, cắm điện vào thôi.
Đó. Cắm điện thì bật cái nút đây, cái nút chạy máy này, bật cái nút này. Cảm giác cái xe nó quay nữa không? À, thấy nó quay không? Tốc độ điều chỉnh vô cấp ở đây nè ha. Đây. Chỉnh nhỏ chậm lại cho bạn xem nè. Chỉnh về mức 3 thôi nè. Đó, thì cái dòng máy vắt mép ống đầu ống này EB12 của thương hiệu AGB này chủ yếu là vắt trên đầu ống ha. Ngoài ra thì nó có thể là vắt trên vắt tấm cũng được, vắt cạnh thẳng cũng được ha, nhưng mà nó không chuyên bằng cái brand khác như là EB24 là chuyên về vắt cạnh trên bảng mã vắt tấm dầm. Còn cái EB12 là chủ yếu là vắt đầu ống ha, đầu ống là chủ yếu, nhưng nó cũng có thể là vắt trên cạnh trên tấm cũng được ha. Rồi, anh em nào mà có nhu cầu mua máy vắt mép kim loại, máy vắt mép tấm đầu ống ha, thương hiệu Đài Loan hoặc là thương hiệu khác, thì cứ liên hệ hotline 0975 157412 gặp Dr. Xuyên để được tư vấn và báo giá ha, hoặc là có thể tham khảo trên website thiết bị máy com. Thì trên đó mình có rất là nhiều cái dòng máy vắt mép kim loại khác nhau luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video của mình ha. Nếu mà thấy hay thì em vui lòng cho một like ha, và đăng ký kênh để mình khi mà mình ra những video mới á, thì các anh em sẽ không bỏ lỡ ha. Rồi, mình xin kết thúc video của mình tại đây ha.